thì các tai nghe này có cái chức năng đó chính là hạn chế âm thanh lọt ra ngoài và bị thu lại vào phần mic. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình và mình là Dylan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách setup để thu âm với phần mềm FL Studio. Cùng bắt đầu nhé. Trong video này mình sẽ sử dụng sao cạc là Focusrite Scarlett Solo Gen 3. Đây là một trong những sao cạc có giá thành rẻ và chất lượng tốt nhất ở trong tầm giá, nên là được các bạn mới làm nhạc cũng như các bạn bán chuyên sử dụng rất nhiều. Tiếp theo là mic thu âm. Ở đây mình có sử dụng mic thu âm đến từ nhà Audio Technica, đó chính là AT2020. Đây cũng là một trong số những chiếc mic có giá thành rẻ và rất phù hợp với tầm giá của nó. Ngoài ra thì chúng ta cần các yếu tố khác như là chân mic. Ở đây mình sử dụng một chân mic đứng, phải có một sự chắc chắn nhất định để có thể gắn thêm cánh vòm tiêu âm cho mic thu của mình. Về tiêu âm thì mình có sử dụng một vòm tiêu âm 3 cánh và một màng chắn ở phía trước mic để có thể giảm tối thiểu các ảnh hưởng đến từ môi trường bên ngoài. Về phần mềm thì trong video này mình sẽ sử dụng phần mềm là FL Studio. Tuy FL Studio không quá vượt trội về khả năng thu âm của mình như là Cubase hay là Ableton Live, nhưng mình sẽ sử dụng phần mềm này để thu âm. Sau đây mình sẽ setup để FL Studio có thể thu âm cho chúng ta. Đầu tiên là mình sẽ add sao cạc của mình vào phần mềm FL Studio. Ở đây chúng ta chọn mục là Option, chọn mục Audio Setting. Ở đây mình sẽ chọn tới là sao cạc của mình. Mình chọn xuống phần ASIO Device và mình sẽ chọn vào Focusrite USB ASIO. Bước thứ hai, để có được độ trễ thấp khi thu âm thì chúng ta sẽ chọn buffer size ở mức nhỏ nhất. Ở đây thì mình click vào. Rồi thì ở đây mình sẽ chọn buffer size là 16. Thì buffer size nhỏ nhất thì chúng ta sẽ có độ trễ nhỏ nhất. Rồi ở phần sample rate thì mình có thể chọn 44.1 hoặc là 48, hoặc là mình cũng có thể chọn cao hơn. Nhưng mà ở đây mình sẽ ưu tiên chọn 48 kHz. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ phải thêm nguồn âm thanh của chúng ta vào trong bàn mixer để có thể thu âm. Điều này tương tự như việc là chúng ta cắm jack mic vào bàn mixer ngoài đây thật thôi. Thì chúng ta sẽ mở bàn mixer lên này. Chúng ta sẽ chọn kênh để chúng ta cho luồng thu âm của chúng ta đi vào. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn kênh 1 chẳng hạn. Thì chúng ta nhìn sang góc phải của bàn mixer, mình sẽ click vào và chọn xuống ô Input 1. Rồi ngay lập tức chúng ta sẽ thấy có tín hiệu mic ở kênh Insert 1. Rồi chúng ta bắt đầu sang quá trình thu âm nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần một tai nghe để có thể nghe nhạc lúc thu. Thì đối với thu âm thì chúng ta nên chọn các dòng tai nghe dạng đóng hoặc là dạng bán đóng, như là tai nghe của mình đã sử dụng là Audio Technica M50X. Thì các tai nghe này có cái chức năng đó chính là hạn chế âm thanh lọt ra ngoài, thì có thể hạn chế được phần nhạc lọt ra ngoài và bị thu lại vào phần mic. Rồi thì mình sẽ cắm tai nghe vào sao cạc để có thể nghe được âm thanh. Tiếp đến chúng ta sẽ điều chỉnh vị trí mic sao cho có cái vị trí và độ cao của mic phù hợp nhất để mình có thể thu âm một cách thoải mái. Thì đối với các sao cạc của Focusrite, chúng ta có thêm nút E để thu âm được sáng và nét nhất. Thì chúng ta bật lên, núm vặn nút gain ở đầu vào thì mình có thể vặn ở mức một nửa như thế này thôi. Rồi, bây giờ để bắt đầu thu thì chúng ta sẽ click vào nút record màu đỏ ở đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn định dạng thu là Audio into the playlist as audio clip. Điều này chúng ta sẽ tạo ra một audio trên màn hình. Như vậy chúng ta đã hoàn tất các cái bước setup rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thu nhé. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách setup để thu âm trên FL Studio. Các bạn đã thu âm như thế nào? Hãy kể mình nghe ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất đến từ mình và join Discord server producer để nhận FLP, sample, tip check làm nhạc đến từ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.